Anh em chúng tôi đang có mặt tại địa chỉ Thiệu Vân, trên cánh đồng xã Thiệu Vân của Thiệu Hóa, Thanh Hóa, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng dàn 5 chảo cho máy Isaki 275. Do công việc nó bận mãi ngày mùa cho nên là cơ sở của chúng tôi là sản xuất hàng là không kịp đáp ứng đủ cho bà con. Đây dàn năm chảo thì vào là chưa khoác được cho dàn cày một gọi là chiếc áo. Thôi, hết rồi. Dạ vâng, thế thôi chú. Máy thử cày của cơ sở nông nghiệp này nói chung là rất là ok, đều rất mốc, rất là đẹp. Thế rồi chú ơi, okay.